Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn. Đã bao phen sanh tử danh dồn, trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế tôn đã đinh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mắt xem huyễn cánh hàng ngày. Tai thính tiếng mừng đường vua đình anh, mùi quen người mùi thơm bất tịnh. Lời dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua. Ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Trước đài sen thành kính hướng về, tình tam độc quy tam bảo. Phần giới cấm chuyên trì chú đạo, nhưng tận cùng công lễ vô minh. Chí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giang từ bi gia hộ. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh, con dâng lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bưu thành, đặng tự gian giác tha viên mãn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng. Mười phương hiện thành mây bao kiên tường, chư phần rõ biết ngọn hương chi thiền. Pháp thân toàn thái tiền, chứng minh hương nguyện phương liền ban cho. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Bồ Tát Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng
phần ở nơi vườn kỳ thọ cấm cô độc nữa xa về. Cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bậc A-la-hán, mọi người đều quen biết như làm. Trưởng lão xa lời phân đại mộng kiền liên đại ca Diếp Ma ca chiên viên mà câu y la li bà đã cho lời bàn đà già nan đàm a nan đà la hầu la kiều phạm ba đề tân đầu lư phá la đọa ca lưu đà di ma kiếp tân na bàn câu la nâu lầu đàm. Nhưng vì đại đệ tử như thế và hạng đại bồ tát văn thù sư lời pháp vương tử dần đa bồ tát càng đa đề bồ tát thường tinh tấn bồ tát cùng với các vị đại bồ tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời vắng. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bãi chất báo, trong ao đầy dãy nước đổ tám công đừng đáy ao thuần, dùng các vàng trái làm đắng vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiếm sức bằng vàng bạc lưu ly pha lê. Xa cừ xích châu mã não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sáng vàng thời ánh sáng vàng, sáng đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân cõi nướng Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm giường ấy. Xa lời phân lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúng sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn đem cúng dường mười muôn ân đấng Phật ở phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phân cõi nước.
thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tân và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xá lời phật cõi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lợi phân cõi nước của đức phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xá lợi phân nơi ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là xa lời phân đứng phần đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ai vì thế nên hiểu là A Di Đà xa lời phân đứng phần đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp nên hiểu là A Di Đà xá lợi phân đức Phật A Di Đà thành phần nhận lại đến nay đã được mười kiếm xá lợi phân lại đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế xả lời phân cõi nước của đức phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi xả lời phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời phân chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó
xa lời phong, nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo, liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy, nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật. Lời anh chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông, cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghề công đức. Nhưng thế chư phần xa hồ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang phân đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những đứng Phật như thế đều tại nước mình hiện ra. Tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghề công đức. Những thiết chư phần sở hô niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghề công đức. Những thiết chư Phật xá hộ niệm này xa lời phân thế giới phương băng có đức diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nang trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghề công đức. Nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang
quang phân đảng ma phần phạm tràng phần trì pháp phần hằng hà xa xó những đức phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tang bất cả cơ nghề công đức nhưng thiệt chưa phần xa hồ niệm này xa lời phân thể dưới phương trên có đấng phạm âm phần tu vương phần hương thường phật hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sân bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu di sơn phần hằng hà xa xô nhưng đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng cả cơ nghề công đức những thiên chư phật xa hồ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh những thiết chư phật xa hồ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng phân thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phân hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đứng phân nói xa lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật a di đà thời những người ấy đều đặng không cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phân cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời phật như ta hôm nay người khen công đứng chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng phật đó cũng người khen công đứng chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này đứng Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kim trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt trung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời phân phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là đấng có đức phật nói kinh này rồi ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo thân
cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phẩm mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần trắng bận mây trần. Lào là một tánh thiên chân bao trầm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát danh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào tri huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chân khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không tòa sân tướng nhân ông tạm đó nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi khủng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa nguyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai ban nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng hoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần trừ tất cả nguyên nhân các khổ thức tịnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiện Bồ Đề Tát
tăng yên đế bồ đề tăng ba. Thân phận về tội chân ngôn ly bà ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma và đế chân lăng càng đế ta bà hăng ni bà ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma ha và đế chân lăng càng đế ta bà ha ni bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni a ra đế tỳ lê nê đế ma ha và đế chân lăng càng đế ta ba đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố cho sáng từ trang nghiêm đệ từ chi tâm quy mạng lễ nam mô Như Lai ưng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thệ thế gian giải vô thường sì điều ngự trưởng phố thiên nhân sư phật thế tôn nam mô đa báo Như Lai nam mô bảo thắng nam mô Quảng Bá Thân Như Lai nam mô Ly Bố Quý Như Lai nam mô Cam Lộ Vương Như Lai nam mô A Di Đà Như Lai nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn đã bao phen sanh tử danh dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo con đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày tai thính tiếng mẫn đường vua ninh anh mùi quen người mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội ác cờ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khói lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam độc quy tam bảo phần giới căn chuyên trì chú đáo nhưng tận cùng công lễ vô minh chỉ phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bửu thành đặng tự giác giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô
bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tông văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liệu phố nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng Phật ngộ vô sanh bân thôi bồ tát vi bàn lỡ nguyện di thử công đức phổ cầm nhân thế ngã đẳng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo tự quy Phật nói kinh A Di Đà có nghe như vậy một thuở nọ đứng phần ở nơi vườn kỳ thọ cấm cô
độc nữa xa về. Cùng với 1.200 năm mới vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bưng a la, mọi người đều quen biết như làm. Trưởng lão xa lời vấn đại mộng kiền liên đại ca diệt ma ca chiên viên mà câu y la li bà đã cho lời bàn đà già nan đà a nan đà la hầu la kiều phạm ba đề tăng đầu lư phá la đọa ca tăng Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài Trưởng lão xa lời Phật rằng từ đây qua phương Tây qua phần có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng phần hiệu là Di Đà, hiện nay đương nói pháp xả lời phân cõi đó vì sao tên là Cần Lạc. Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị sự khổ chỉ hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời phân. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời phân. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đừng đáy ao thuần, dùng các vàng trái làm đăng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên sức bằng vàng, bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh, sáng vàng thời ánh sáng vàng, sáng đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân cõi nương Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn, đêm cúng dường mười muôn ân đấng vong ở phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phân cõi nương Cần Lạc thành tựu
công đừng ra nghi mê dường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng không tước anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ma thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xá lời phật cõi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong còi nưa của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diều thế như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm cõi nưa của đứng phần đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phật nơi ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là a di đà xa lời phật đứng phần đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là a di đà xa lời phân đứng phần đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếm nên hiểu là a di đà xa lời phân đứng phật a di đà thành phần nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời phân lại đứng phần đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc a la hán chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng bồ tát chúng cũng đông như thế xa lời phân coi phần đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi xa lời phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mòn chỗ xa lời phân chẳng có thể dùng chút ít tiền căn hương đơn nhân duyên mà được sanh về cõi đó
xa lời phong, nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chăm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúc trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy, nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật. Như ta hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tô Di Tướng Phật Đại Tô Di Phật Tô Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghề công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang phân đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra. Tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghề công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có Đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng xa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghề công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời phong thế giới phương băng có Đức Diêm Kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà xa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghề công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời phong thế giới phương dưới có Đức Sư Tử Phật danh và
Phật, Phật danh quang, Phật đản ma, Phật phạm trang, Phật trì pháp, Phật hành hà sa số, những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra, tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh chứng tan bất cả cơ nghi công đức. Nhưng thiệt chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đấng phạm âm Phật Tô Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tàm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đấng, Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn, Phật Hằng Hà Sa Số, những đấng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra, tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả cơ nghề công đức. Những thiên chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm xa lời phân? Vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời, những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đấng Phật nói. Trả lời phân nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về, xa lời Phật cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân, nếu người nào có lòng tin tài phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia, xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó, cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này, xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác. Và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó đức Phật nói kinh này rồi, ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả
trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào là một tánh thiên chân bao trầm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quan Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào tri huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không tòa sân tướng nhân ông tạm đó chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ uẩn âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng kia huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa nguyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh tri đại lần thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng hoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bấn hư an làm thần chú chân như thuyết rằng yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát bà hăng yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tán bà yên
ba thân phận về tội chân ngôn ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni ha ra đế tỳ lê đế đế ma và đế chân lăng càng đế ta bà ha ni bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni ha ra đế tỳ lê đế đế ma ha và đế chân lăng càng đế ta bà ha ni bà đế cầu ha cầu ha đà ra ni a ra đê tỳ lê nê đê ma ha và đê chân lăng càng đê ta ba ha đại từ đại bi thương chúng sinh đại xa cứu muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ từ chi tâm quy mang lễ nam mô Như Lai ưng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thệ thế gian giải vô thường sì điều ngự trưởng phố thiên nhân sư phật thế tôn nam mô đa báo Như Lai nam mô bảo thắng nam mô Quảng Bá Thắng Như Lai nam mô Ly Bố Quý Như Lai nam mô Cam Lộ Vương Như Lai nam mô A Di Đà Như Lai nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Ba đời chư Phật thương tình trái ban cam lộ nước lành từ bi cho con rửa sạch nghiệp đi làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm mà vô minh chê lấp tâm thần si mê buông thả tham sân não phiền không tin tam bảo ở trên không hiểu cha mẹ hai bên họ hàng tuổi xanh phong túng an tàn đam mê tài sắc hoang đàn ăn chơi người xấu chẳng biết xa rời hòm bè kết đạn phá nơi an hòa sáng sanh trộm cắp dâm tà làm toàn tội ác không tha tội nào nay xin chư Phật trên cao chứng tri con nguyện y vào lời ngay bao nhiêu tội lỗi xưa nay hiện tại quá khứ từ rày ăn năn dù qua muôn vạn khó khăn con xin sám hối hoàn toàn tự tâm mà sám bao tội ác lỗi lầm mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm nguyện xin chư Phật Thánh Phàm nguyện chư Bồ Tát cùng hàng Thiên Vương Thiên Long Bát Bộ mười phương khắp trong phàm giới tận tương lòng con nguyện một giả sắc son đế đầu kính lại chư tôn các ngài. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Cuối đầu đảnh lễ Phật rồi, con xin sám tiếp muôn đời tội kiên, quy Tam Bảo trước tiên. Phật là vô thượng bạn hiền chúng sanh, Phật là ruộng phước an lành, thoáng dòng sinh tử bận nhớ hồng trần, đưa con trở lại nguồn chân, xa lìa tham dục đoạn dần khổ đau. Tăng nương hòa hợp làm đầu, hy sinh bán ngã mưu cầu thành cao, trải thân trong chốn ba đạo, vào bên mê. Một lòng thần phục quy y, nguyện cầu Tam Bảo gia trì độ con. Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới, Phật nguyện quy tận hư không khắp pháp giới, mười phương tôn pháp nguyện quy tận hư không khắp pháp giới, mười phương hình thái hiền thánh tăng.
cúi đầu lại đứng Thế Tôn. Con xin tận đáy tâm hồn ăn năn, kể từ vô thủy trôi lăn. Luân hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu, không phân sang cả hèn ngu, gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô số, nhiều như cát trải đôi bờ hằng gian. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đối người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tài môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lắng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, khó đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện thì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, cầu sám hối Bồ Tát ấy. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát ấy. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát ấy. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cùng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần. Tất cả mạng sống bãi tâm vương bờ, một là hổ thẹn nghiệp dư. Con cùng với Phật khi xưa môn hàng, mà nay Phật đã thành toàn.
đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười. Hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh. Chẳng về cõi lối triền miên, chán xa địa ngục xa nghiền khảo tra. Xúc sanh quỷ đói ác mà đắm chìm muôn kiếp, thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần. Hãy xem sông chén xoay bần, vô thường vô ngã thân chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tày, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trở duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mất hình hài phàm phu. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm cố hành chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm. Làm sao bao nổi phận ân, vá kiên dấu nặng hả ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật Đà, một đời xin nguyện thiết tha tu hành. Mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau. Tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn Phật thâm sau bao đền.
Bảy là quán sát tội khiên, tội do đầu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều phát sinh, tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh phân dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành. Nam mô Đông Phương A Xuất Bệ Phật. Nam mô Hóa Quang Phật. Nam mô Linh Mục Phật. Nam mô Bổ Úy Phật. Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật. Nam mô Đăng Vương Phật. Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Đại Thắng Phật. Nam mô Thành Tựu Đại Sư Phật. Nam mô Thật Kiến Phật. Nam mô Kiến Vương Hoa Phật. Bảy tâm vượt bậc tu trì, lại cần tưởng nhớ ba thì mười phương chư Phật cùng thánh hiền tăng dẫn đạo đánh ruộng gan. Tâm thành sám hối khóc than, trong lòng hổ thẹn ngập tràn bớn nhớ. Chí thành quan sát tội xưa, quyết tâm từ bỏ mỗi giờ phút qua. Xa chi vui sướng ta bà, công tu khổ nhọc chẳng ra tuồng gì. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Tận Hư Không Khắp Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Tân Cả Mười Phương Phần. Nam mô Tận Hư Không Khắp Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Tân Pháp.
Nam mô tận hư không khâm phạm giới quá hiện vị lai tất cả mười phương tăng. Huống chi mạng sống vô tri như đường trường gió trường kỳ lung lay, vào thai tâm thần tử đại cũng tài đất trôi. Quả báo không liệt tam đồ, một mình chịu ai lo mình. Tiền tài sự nghiệp linh đình cũng không thể đổi tôi tình đã mang. Ăn năn tội lỗi rạng ràng, tâm luôn cảnh giác vô thường đến nay mau. Nam mô Nam Phương Phổ Mạng Phật. Nam mô Oai Vương Phật. Nam mô trụ trì tất hành Phật. Nam mô Hạt Huệ Phật. Nam mô Xưng Thinh Phật. Nam mô Bất Yểm Kiến Thân Phật. Nam mô Sư Tử Thinh Phật. Nam mô Bậc Không Kiến Phật. Nam mô Khởi Hành Phật. Nam mô Nhật Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật. Nam mô Trang Niệm Vương Phật. Nam mô Đại Sơn Vương Phật. Chớ nên ngu dại tự hào ở trong đời, cần chi sám tội với ai, cần chi tu sửa an bài tại thiên, biết đâu tội lỗi oan thiên, đã từ muôn kiếp liên miên tạo thành. Chẳng nghe Phật dạy trong kinh, động chân cất bước đã thành nghiệp oan. Nghiệp xưa chờ sẵn không tan, đủ duyên kết quả kêu than ích gì. Tham lam sân hận ngu si, đã không cảnh giác tội thì càng sâu. Giấu ai giấu được mình đâu, càng ham che giấu tội sâu càng nhiều. Nhận mình tội lỗi đủ điều, Phật cùng Bồ Tát cũng đều chứng minh. Chư Tôn Hiền Thanh Hiển Linh chỉ đường sám hối tội tình đường tiêu. Nguyên nhân tội lỗi bao nhiêu, cũng vì chẳng rõ
còn che giấu mê lỗi lầm. Chư Phật Bồ Tát từ tâm mà gia trì con quyết đoạn mầm tử sanh. Nam mô Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Hương Tích Vương Phật. Nam mô Hương Thủ Phật. Nam mô Phật Tăng Hải Phật. Nam mô Không Tạng Phật. Nam mô Bảo Tràng Phật. Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam mô Lạc Trang Nghiêm Phật. Nam mô Bảo Sơn Phật. Nam mô Quang Vương Phật. Nam mô Nguyệt Xuất Quang Phật. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau. Ba là khổ báo trước sau, ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành. Vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau em. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Nam mô Bắc Phương Nàng Thắng Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Chiên Đàn Phật. Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Kim Sắc Vương Phật. Nam mô Nguyệt Sắc Chiên Đàn Phật. Nam mô Phổ Nhãn Kiến Phật. Nam mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật. Nam mô Luân Thủ Phật. Nam mô Vô Cấu Phật.
Đề đầu sám hối phận tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành, nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo ai. Ý gieo ba độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê, chính vì ngu tối lệ thề, tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy có mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu. Nam mô Đông Nam Phương Trì Địa Phật. Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Huệ Phật. Nam mô Thường Lạc Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàn nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành. Đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu. Phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra, và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ con. Giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một dạ khẩn cầu, thiện tâm tăng
sâu Phật Đạo.